Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bình Thuận Hội Tụ Xanh. Chương trình được thực hiện và phát sóng vào lúc 20 giờ 5 phút thứ năm hàng tuần trên kênh BTV. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bình Thuận đón trên 2 triệu lượt khách trong quý 1 năm 2023. Du lịch kết hợp nông nghiệp, xu hướng phát triển kinh tế được nhiều nông hộ quan tâm, đầu tư trong thời gian gần đây. Giải Stop and Run Marathon BTV Bình Thuận ngày càng thu hút nhiều vận động viên trong nước và quốc tế. Theo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bình Thuận, trong tháng 3, tại địa phương diễn ra một số sự kiện văn hóa thể thao chào đón năm du lịch quốc gia 2023. Trong đó, điểm nhấn là lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận Hội Tụ Xanh đã thu hút rất đông du khách. Hoạt động lữ hành, các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ khác hoạt động ổn định. Nhờ đó, lượng khách du lịch trong tháng ước đạt trên 701.000 lượt khách, tăng khoảng 2,6% so với tháng trước. Lũy kế 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón trên 2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 67,8.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch trong quý khoảng 5.367 tỷ đồng. Lượng khách được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao khi dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2023 liên sát với dịp nghỉ dỗ Tổ Hùng Vương. Thời điểm này, các đơn vị kinh doanh du lịch đang tích cực xây dựng các chương trình và sản phẩm du lịch chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày này. Thưa quý vị, 2 năm trở lại đây, một số trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hay nông hộ trồng cây ăn quả có tiềm năng lợi thế trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn chủ động phát triển mô hình du lịch canh nông. Tuy mới phát triển gần đây, nhưng mô hình du lịch canh nông đã và đang góp phần làm phong phú đa dạng sản phẩm du lịch tại địa phương. Trong đó phải kể đến mô hình du lịch canh nông nho táo ở huyện Tuy Phong, ngắm thác nước, núi rừng và thưởng thức trái cây Đa Mi ở huyện Hàm Thuận Bắc, du lịch sinh thái vườn bưởi Đông Hà hay du lịch sinh thái vườn sầu riêng ở Đa Cai huyện Đức Linh, thanh long dưa lưới và nho ngoại ở huyện Hàm Thuận Nam, du lịch sinh thái vườn dừa kết hợp câu cá giã ngoại ở thị xã La Di. Tham gia du lịch canh nông, du khách được trải nghiệm thực tế tại vườn, hiểu được quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định thời gian qua, mô hình du lịch canh nông đã được một số tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh phát triển đúng hướng, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh giữa nông nghiệp kết hợp với du lịch tạo ra giá trị gia tăng cao. Thời gian đến, sở tiếp tục khuyến khích đẩy mạnh phát triển du lịch canh nông gắn với xây dựng nông thôn mới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết 05 ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đề cập về phát triển nông nghiệp hiện đại bền vững có giá trị gia tăng cao. Với gần 1.800 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự, đã chứng tỏ sức hấp dẫn của giải Stop and Run Marathon BTV năm 2023, mùa thứ 3. Thông qua giải đấu, những danh lam thắng cảnh, vùng đất tươi đẹp và con người hiền hòa mến khách của Bình Thuận được bạn bè trong nước và quốc tế biết đến nhiều hơn, góp phần rất lớn trong việc quảng bá kích cầu ngành công nghiệp không khói của địa phương. Với các cự ly 5, 10, 21 và 42 km trên cung đường tuyệt đẹp từ chùa Cổ Thạch đến Hòa Thắng Hòa Phú thuộc hai huyện Tuy Phong và Bắc Bình, các vận động viên đã có cơ hội trải nghiệm một trong những cung đường dọc biển đẹp nhất Việt Nam. Một bên bao phủ bởi những đồi cát trắng trải dài, bên còn lại là biển cả mênh mông, làm nên một vẻ đẹp đặc trưng mà không nơi nào ở Việt Nam có được. Thông qua một người bạn làm việc chung, tôi biết đến cuộc thi này và tham gia. Không thể tuyệt vời hơn nữa. Một cung đường đua đầy ấn tượng. Người dân ở đây thì hiền hòa mến khách. Qua giải thể thao này, những hình ảnh về danh lam thắng cảnh, vùng đất tươi đẹp và con người hiền hòa mến khách của Bình Thuận được bạn bè trong nước và quốc tế biết đến nhiều hơn, góp phần rất lớn trong việc quảng bá kích cầu ngành công nghiệp không khói của địa phương. Để làm gì? Để... Năm 2023, Bình Thuận đăng cai năm du lịch quốc gia. Vì thế, giải thể thao này càng thêm ý nghĩa và đây cũng là một trong chuỗi hơn 200 hoạt động của năm du lịch quốc gia. Chúng tôi cho rằng đây là một cái sự kiện thể thao hết sức có ý nghĩa. Từ đó chúng ta sẽ quảng bá hình ảnh vùng đất, cảnh quan và thiên nhiên như là con người Bình Thuận đến với bạn bè trong và ngoài nước một cách tốt nhất.
Với vai trò là đơn vị tổ chức, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận đã cho thấy sự nỗ lực rất lớn để định vị thương hiệu của giải đấu Stop and Run Marathon BTV. Ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận phối hợp cùng với các đơn vị địa phương quyết tâm đưa Stop and Run Marathon BTV sớm trở thành một trong những giải chạy truyền thống ở cấp độ khu vực và châu lục. Bình Thuận được xác định là một trung tâm thể thao biển quốc tế. Như vậy thì BTV xác định rằng với cái là một cái cơ quan truyền thông của tỉnh và cái với cái thương hiệu của mình là chúng tôi sẽ có càng ngày càng có sự đầu tư hơn, sự liên kết với tất cả các cái đài trong khu vực cũng như là cả nước để cho giải chúng ta càng ngày càng được phát triển rộng rãi hơn nữa, càng được cộng đồng chạy cũng như là tất cả những người yêu thể thao quý mến và ủng hộ cho giải hơn nữa. Stop and Run Marathon BTV 2023 đã khép lại với nhiều ấn tượng đẹp, mở ra những hy vọng mới cho các mùa giải tiếp theo, không ngừng phát triển, lan tỏa, mang tầm vóc của khu vực và quốc tế. Góp mặt trong cung đường chạy Marathon BTV mùa 3, huyện Tuy Phong cũng sở hữu những cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn riêng, không lẫn vào đâu. Mời quý vị cùng đến với vẻ đẹp Tuy Phong trong phần điểm đến tuần này. Cách thành phố Phan Thiết 90 km và cách thành phố Hồ Chí Minh gần 300 km, Tuy Phong là một trong những điểm đến hấp dẫn của tỉnh Bình Thuận. Điểm đến không thể bỏ qua chính là khu du lịch cổ thạch Bình Thạnh thuộc xã Bình Thạnh, nơi đang quản lý bãi đá bảy màu được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam Vikings công nhận là bãi đá có hình dạng màu sắc nhiều nhất Việt Nam. Đến tháng 1 và tháng 2 dương lịch, biển cổ thạch lại quyến rũ bước chân du khách bởi nét riêng độc đáo của rêu và đá. Với du khách thích viếng cảnh chùa yên tĩnh, thì cách bãi đá không xa là ngôi chùa hàng cổ kính nằm giữa những hang động tự nhiên, với cây cối bao bọc trên đồi có độ cao khoảng 64m so với mực nước biển, đem đến cho du khách sự thư thái và bình yên. Với kiến trúc độc lạ trong một cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, chùa cổ thạch đã được công nhận là một di tích thắng cảnh cấp quốc gia. Cách đất liền khoảng 8km, những năm gần đây, Cù Lao Câu, một hòn đảo nhỏ hoang sơ được dân mê xê dịch khám phá và thích thú bởi độ xanh trong của nước biển với bãi cát trắng trải dài và những khối đá nhiều hình dạng khác nhau. Không chỉ có vậy, Tuy Phong còn níu chân du khách với sắc tím dịu dàng của những đồi hoa bằng lăng nở rộ từ tháng 5 và kéo dài cho đến tháng 9 âm lịch. Không chỉ là những bãi biển hoang sơ mộc mạc, các vườn nho Phước Thể đã trở thành điểm tham quan nổi tiếng ở Tuy Phong và đã được các công ty lữ hành ghi tên vào tour khám phá Bình Thuận. Và vẫn còn đó những sắc màu, những điều thú vị khác để du khách khám phá Tuy Phong trong suốt 4 mùa, như cánh đồng điện gió độc đáo có quy mô lớn. Với cảnh quan thiên nhiên đa dạng từ đồi núi, đồng bằng và vùng ven biển, đây là những điều kiện thuận lợi để Tuy Phong phát triển các loại hình du lịch sinh thái, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, liên kết tour tuyến để thu hút khách nhiều hơn trong thời gian tới. Tuy Phong không chỉ có cảnh sắc mà còn có những lễ hội hay nền ẩm thực phong phú, đặc trưng vùng miền. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình Bình Thuận Hội Tụ Xanh tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.